Ngày 2 tháng 12, 2022 là một ngày đặc biệt để hát tặng cho nhau. Và sau đây xin mời các bạn và các anh chị nghe bài Phiến Đá Sầu của nhạc sĩ Diệu Hương. Người trình bày, người anh thân thương, siêu mẫu, Ole. Và cũng là bài hát này xin gửi đến người em gái sông Hàn, Bích Trâm. Xin mời các bạn cùng nghe. Trong đêm thâu gọi